Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn ha. Thì hôm nay bên Tuyền về thêm rất là nhiều cái dòng xe mới các anh chị. Về thêm Wigo số tự động 2021 nữa nè. Chiếc này thì giá bên Tuyền đang bán chắc tầm khoảng 368 triệu các anh chị. Rồi về thêm Toyota Vios bản eCVT số tự động đời 2019 ha. Rồi về thêm Mazda 6 nữa các anh chị. Mazda 6 đời 2015 các anh chị ha. Rồi bên Tuyền về thêm một chiếc Toyota Innova 7 chỗ thì có về Innova số sàn 2019 nữa. Cực lướt mới đi có 27.000 km thôi các anh chị. Và đặc biệt là chiếc xe bên cạnh Tuyền đây các anh chị ha. Một dòng xe mà phải nói là từ trước Tết cho tới sau Tết này luôn, các anh chị tìm kiếm rất là nhiều luôn, nhưng mà bên Tuyền bây giờ là không có xe để phục vụ các anh chị luôn. Hôm nay về được một chiếc và nó rất là hiếm nha. Các anh chị nào mình ưng thì mình nhanh tay sở hữu nha, vì dự kiến là chiếc xe này sẽ bán là cực kỳ nhanh các anh chị ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao của Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2018 nha. Chiếc này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo các anh chị ha. Đi 45.000 km rồi thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 868 triệu các anh chị ha. Ngoài ra thì bên Tuyền đang chuẩn bị về thêm một chiếc Pajero Sport máy dầu nữa các anh chị. Đó, nếu mà các đợi 2018 nha. Cũng lanh hoanh 800 mấy á. Nếu mà các anh chị có quan tâm thì liên hệ Tuyền, Tuyền gửi thông tin chi tiết xe đó cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xám nha. Nước sơn ở đây Tuyền thấy rất là liền lạc nè, không có bị trầy xước gì hết á. Đấy, màu này rất là sạch các anh chị, rất là sang ha. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha, trầy xước hay là giẫm tuyết nhẹ nhẹ một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Xe này đời cao đó là bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được nha. Mình vay được tầm khoảng 70% dựa vào định giá của ngân hàng ha. Rồi nếu mà các anh chị cần tư vấn thêm về cái thủ tục ngân hàng thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình nha. Và ngoài ra thì bên Tuyền bán xe thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình là giao xe tận nhà luôn. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc xe này quá mà chưa thể lên xem xe trực tiếp liền được á, thì có thể là xem qua video chi tiết xe của Tuyền ngày hôm nay nè, cùng Tuyền đi chi tiết nha. Rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 20 triệu thôi, Tuyền sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn. Nếu mà đúng với những gì bên Tuyền cam kết nè, đúng với những gì bên Tuyền làm video, thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và Tuyền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi xe này thì biển Sài Gòn nha, 51G nè, 07228 các anh chị ha. Xe 9 nút, xe biển Sài Gòn 9 nút cực kỳ đẹp các anh chị ha. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số ha, mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa các anh chị nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nha. Xe này mới về Tuyền chưa kịp vệ sinh là Tuyền quay cho mọi người xem luôn, vì cái dòng này phải nói là cực kỳ hot, rất là hot. Các anh chị tìm rất là nhiều luôn. Phần càng cản trước thì cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Xe này thì anh chủ có lên cho mình camera 360 các anh chị, có lên cho mình camera 360 ha. Đây. Đấy, camera 360 nha. Rồi, những cái mối nối thì còn phải nói rất là khít, rất là liền lạc luôn. Đấy. Rồi mình kiểm tra lớp nha. Lớp thì độ gai gió còn cực kỳ sâu các anh chị, rất là sâu nha. Mâm thì Tuyền thấy không có bị trầy xước gì hết các anh chị, có cảm biến áp suất lớp luôn nè. Đách vỏ nè, tuần thứ 25 của 2018, vỏ zin theo xe nha các anh chị nhé. Xe đẹp quá các anh chị ơi. Rồi đăng kiểm để Tuyền xem, lùng quá không thấy. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 9 của năm 2022 các anh chị. Còn cũng tương đối ha. Ở đây thì có dán phim cho mình nè, có viền che mưa nha. Ốp cho mình chén cửa các anh chị ha. Trang bị cho mình thêm cái gương cầu lồi nữa nè. Rồi bệ bước nữa các anh chị, Tuyền thấy đầy đủ sử dụng nha. Bệ bước rồi nẹp bước chân ra vào nữa, anh chủ này cũng rất là kỹ đó. Keo chỉ các anh chị ha. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Ngoài ra thì khi bán xe ra thì Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa. Đấy. Còn những cái xe mà lướt lướt đời cao cao nè thì còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Phía sau này Tuyền thấy cũng không có bị trầy xước gì hết các anh chị, rất là đẹp. Rồi,
Ở đây thì Tiền thấy có một cái cam này, cái cam này không biết là cam camera hành trình phía sau á các anh chị. Có cảm biến lùi luôn nha, có cảm biến lùi nè. Rồi, nhìn sơ phần gầm giúp Tiền nha, độ ghế gió của cái lớp dự phòng Tiền thấy cũng còn rất là sâu nè. Đây, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết nha. Rồi, xe này gầm cao mà. Tiền à, mở cốp nha. Xe mới về chưa vệ sinh gì hết là Tiền quay cho mọi người luôn á. Cái này áo trùm xe của anh chủ trước để lại. Rồi chổi lông gà. Rồi mấy cái tấm che nắng. Tiền cũng chưa có dọn gì hết á các anh chị. Rồi, mình nhìn đây giùm Tiền nha. Đồ nghề còn đầy đủ các anh chị ha. Con đội tay quay. Rồi, Tiền thấy từng hàng ghế thì đều có hộc gió làm mát các anh chị. Rất là tiện nha. Nhìn sơ giùm Tiền phần bệ tì tai cũng như là hộc để đồ của hàng ghế thứ ba các anh chị nha. Hàng ghế này thứ ba nếu mà mình không có đi phun người thì mình gặp lại được các anh chị ha. Mình gặp lại được. Rồi, nhìn sơ giùm Tiền phần ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp nha. Bên Tiền thì nói không với xe lỗi rồi, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì phải liên hệ cho Tiền liền nha. Nhanh tay sở hữu. Chứ mà còn chần chừ suy nghĩ thì 1-2 hôm, 1-2 tiếng nữa thôi. Tới khi mà quay lại quyết định mua thì bên Tiền đã bán mất, lúc đó lại tiếc các anh chị ha. Rồi, nhìn sơ giúp Tiền phần nội thất nha. Ghế da các anh chị. Ghế da nguyên zin, tông màu nâu, rất là sang. Chất da còn cực kỳ mới ha, rất là căng các anh chị. Sàn thì sàn simili, có táp bi sàn ở trên nè. Trần thì đã được bọc trần luôn rồi. Anh chủ này trang bị những cái cơ bản thì đã trang bị hết rồi các anh chị. Mua về là mình sử dụng ngay thôi chứ không cần phải trang bị thêm gì nữa hết á. Đây, cái này là chìa khóa nè. Chìa khóa của Fortuner các anh chị ha. Chìa khóa cơ nhưng mà có nút lóc cửa các anh chị nha. Để Tiền đề máy lên các anh chị ha. Đạp chưa tới, chân ngắn quá. Rồi, trước tiên thì nhìn giùm Tiền cái phần vô lăng ha. Trước tiên nhìn giùm vô lăng. Vô lăng thì Tiền thấy rất là mới, còn rất là nhám nè, không có bị hao mòn nhiều các anh chị ha. Hơi bóng nhẹ ở những điểm này. Là những cái nút bấm thì cũng không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết. Logo cũng còn rất là đẹp các anh chị nha. Để Tiền xem đây. Đồng hồ nè các anh chị, 45.212 km các anh chị ha. Trên này thì anh chủ có trang bị cho mình một cái tấm thảm tắp lô nữa. Tắp lô thì cũng không có bị trầy xước gì hết á, cũng còn rất là đẹp, rất là mới, nhìn cái cảm giác rất là mới các anh chị. Ở đây thì có một cái camera hành trình nữa, anh chủ mình lắp thêm á. Ở dưới này thì anh chủ đã lên cho mình một cái màn hình dép tép rồi, rất là xịn sò ha. Đấy, dưới đây nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp Tiền cần số nè các anh chị. Đấy, đây là những cái tính năng theo xe các anh chị ha. Rồi, ok. Ghế bên phụ cũng còn rất là mới ha, rất là căng á. Rồi, ok, bây giờ Tiền sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Tiền sẽ để tiếng máy luôn, để máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Máy dầu nhưng mà Tiền thấy cũng rất là êm đó các anh chị, rất là êm á, cực kỳ mạnh mẽ ha. Rồi, nặng quá. Trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần ốc của nắp cabo cũng như là keo chỉ cabo nha, nguyên zin các anh chị ha. Đấy, bữa giờ các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Fortuner máy dầu thì nhớ nhanh tay liên hệ Tiền nha. Rồi, khung xương nè. Đấy, nguyên zin các anh chị ha, phần ốc chân đèn. Rồi, nhìn sơ vào phần ốc máy các anh chị ha, cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn. Ốc ép sơn phết nguyên zin đầy đủ ha, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị nha. Chị nhà mình nghe có rõ không ạ? Rồi, ok nha. Nặng lắm á, nặng lắm luôn các chị. Rồi, thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh Tiền đây là Toyota Fortuner
máy dầu số sàn đời 2018 nè, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo các anh chị ha, đi 45.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 868 triệu nha. Giá Hyundai Tiền Báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình, Phú Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Và hiện tại nếu mà nói về 7 chỗ thì bên Tiền còn thêm rất là nhiều xe các anh chị. Innova thì bên Tiền còn hai xe luôn, số sàn đời 2018 2019 là màu trắng các anh chị, biển tỉnh có, biển Sài Gòn có luôn ha. Rồi còn Sedona máy xăng bản full 2016 nữa nè. Rồi Avanza thì hồi trưa bên Tiền đã nhận cọc rồi. Tiền còn Outlander nè. Rồi còn thêm để Tiền xem còn xe gì nữa ta. XL7 nữa các anh chị. Rồi Xpander hiện tại Tiền đang còn hai xe luôn, số tự động 2019 các anh chị ha. Rồi đang chuẩn bị về thêm Passero Sport nữa các anh chị, đời 2018 cũng máy dầu luôn. Đó cho nên là nếu mà các anh chị mà thích một chiếc xe như thế nào đó thì nhớ liên hệ cho Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình để lựa chọn một chiếc xe phù hợp nha. Và hiện tại bên Tiền cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải khác nhau. Nếu như mà các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới nè thì bán lại cho bên Tiền đi, hoặc là muốn lên đời đổi xe hay từ 5 chỗ chuyển sang 7 chỗ, chuyển sang bán tải gì đó thì liên hệ Tiền, Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền nha. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký ha. Ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới đi để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về nè, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.